Xin chào tất cả các bạn. Đấy là cái đồi cỏ mà bên mình trồng ở đây. Và bên này là cỏ voi xanh không lông Đài Loan. Và bên này là cỏ sứa NLT01. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là cái kinh nghiệm trồng cỏ sứa NLT01 luôn. Và hôm trước là bên mình đã test thử nhiều cách trồng khác nhau. Tại vì cỏ sứa NLT01 này là hơi khó trồng. Và hôm trước là bên mình có trồng là để cho nó nằm dài xuống. Và sau đó mình lấp hết đất. Và bên mình thấy là tỷ lệ nảy mầm nó thấp. Nên là hôm nay là cái cỏ sứa NLT01 này là trồng theo phương thức là thẳng đứng như thế này các bạn nhé. Nó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là khi mà chặt hom gửi đi cho khách thì bên mình sẽ chặt là nó có 3 mắt. Là 3 mắt thì nó sẽ nảy mầm nó tốt hơn. Để các bạn xem ở đây. Là khi mà gửi đi 3 mắt thì nó sẽ, nếu mà hom nào khỏe ấy, thì nó sẽ nảy mầm ở trên này luôn. Đấy là một mắt. Còn nó sẽ nảy mầm ở phía dưới này là 2 mắt. Nên là trồng mình sẽ lấp khoảng 50%. Hoặc là 40% là trồi lên mặt đất. Còn 60% là mình lấp đất thì cũng được. Thì như các bạn xem ở đây là một hom. Bên mình trồng theo phương thức là trồng cẩm. Tức là mình sẽ cuốc hố. Sau đó mình sẽ bón phân lót, phân NPK lót ở phía dưới. Sau đó mình sẽ bót thêm phân chuồng hoai mục. Và sau đó mình mới trồng cỏ xuống. Và khi trồng thì mình cũng cách phân ra, chứ mình không thể nào cắm cỏ trực tiếp. Tại vì khi cỏ này nếu mà mình trồng mà phân nó nóng quá, nó cũng dễ là thúi. Thúi cây hom này. Đấy. Và các bạn thấy ở đây là bên mình trồng theo phương thức cẩm. Đấy. Phương thức cẩm các bạn nhé. Nó bắt đầu nó nảy mầm. Đấy, phương thức cẩm như thế này thì nó sẽ nảy mầm nó tốt hơn. Và các bạn xem đây là những cái hom mà nó bắt đầu nảy mầm lên. Đấy. Và khoảng cách hàng của cỏ này ấy, thì mình trồng là khoảng cách là hàng cách hàng là khoảng 80 x 80. Tại vì khi cỏ này nó phát triển ấy thì nó sẽ phát triển nó thành một cái bụi rất là lớn các bạn nhé. Thậm chí là mình trồng khoảng cách hàng là khoảng 1 mét cũng được. Các bạn xem các video mình quay ấy, thì cỏ này bụi rất là lớn và lá của nó rất là lớn. Và mình chia sẻ cho tất cả các bạn là cái kinh nghiệm trồng cỏ này. Và bên mình hôm trước là trồng phương thức nằm thì không được. Nó nảy mầm kém các bạn ạ. Còn hôm nay là trồng theo phương thức thẳng đứng thế này thì tỷ lệ sống của nó tốt hơn. Cỏ sứa NLT01 này là hơi khó trồng một chút. Nhưng mà mình trồng theo cách này thì nó cũng nảy mầm khá là ok. Và mình sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem một cái số feedback mà mình đã hướng dẫn cho khách hàng hôm trước là mua về trồng các bạn nhé. Cỏ sứa NLT01 này là loại giống cỏ mới nên là bên mình phải thử nghiệm nhiều để hướng dẫn cho tất cả các bạn là biết cách trồng chính xác nhất.